chào cả nhà thân yêu, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Phú Quốc Net trong thời gian vừa qua. Chúng ta đang trên đường trải nghiệm trục lộ tuyến đường Đông Tây Cà Mau, và đoạn đường này là tuyến ven biển Tây, nằm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc. Để phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố 16 dự án xây dựng đường ven biển, trong đó có các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trục lộ tuyến đường Đông Tây Cà Mau, nối liền cầu sông Ông Đốc sang cầu Gành Hào và kết nối cùng khu kinh tế trọng điểm Năm Căn. Tuyến huyết mạch ven biển Đông Tây Cà Mau là tuyến đường đối ngoại liên hoàn cùng các huyện duyên hải của các tỉnh lân cận. Riêng tuyến đường đi qua địa phận của ba huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và huyện Đầm Rơi có chiều dài là 67 km với tổng kinh phí hơn 8.310 tỷ đồng cho tổng chiều dài là 85 km. Ban dự án công trình giao thông Cà Mau đã triển khai thi công từ năm 2021. Trong năm 2023, dự án đã triển khai 18 km. Đoạn cuối trục lộ từ quốc lộ 1 đi qua cầu Gành Hào, từ xã An Khương qua An Khương Đông, Tân Đức về Tân Thuận với chiều dài 20 km đã hoàn thành. Chỉ còn lại một số hạng mục, cầu trên tuyến và đoạn từ Đầm Rơi qua huyện Cái Nước cùng với chiếc cầu vượt sông Gành Hào đi qua huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu đang trong quá trình thi công. Đây là hệ thống đường bộ kết nối thông suốt giữa các tỉnh trong khu vực. Tuyến đường Đông Tây Cà Mau được mở cửa sẽ góp một phần quan trọng cho việc phát triển bền vững về nền kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng của tỉnh nhà, nơi mảnh đất cuối trời của Tổ quốc.